Anh có thấy mùi hoa sữa bảng làng không? Đã lâu lắm rồi anh mới được ngửi mùi hoa sữa. Mọi khi bận gì thì bận, đúng 11 giờ đêm phải tắt đèn đi ngủ. Hôm nào buổi chiều chót uống nước chè, trong mắt nằm trong đêm, lẩm bẩm đếm từ 1 cho đến 100 rồi lại quay lại, là anh ngủ được luôn. Em có đọc được một chuyện ngôn trên mạng, người ta nói rằng tất cả đàn ông 2/3 cuộc đời là nằm trên giường, còn 1/3 cuộc đời còn lại là cố lôi một ai đó lên giường. Thế là hết đời. Có hay không tiến sĩ? Quá hay. Thì sau tiến sĩ là gì ạ? Sau tiến sĩ á, 1 là chết, 2 cũng có thể là điên. Em thì sự lễ bảo vệ của anh, người ta hỏi thì em phải nói thế nào? Liệu có bị người ta đuổi ra không? Không, em sẽ là cô học trò nhỏ của anh. Cô ấy sẽ có rất nhiều học trò của anh. Thì anh cứ mong chờ. Anh, sau này nếu không gặp được em, anh sẽ phải làm gì được của tôi? Yêu nhau trong ba thế của tôi anh làm gì? Anh đã sống hàng tỷ này với cái thời khó biết như vậy. Thật ra sống như anh mới gọi là sống, yên ổn và bình lặng. Một ngày chẳng biết đến lúc nào em mới có được cảm giác tươi đẹp nào đâu có mê giấc mơ đến như em mong chờ. Hết chưa em?